Nãy giờ thả lưới cũng được 30 phút rồi, đi dỡ lưới xem thế nào. Mình lưới đâu mất tiêu rồi. Chết rồi, lưới đâu rồi? Ôi thôi xong rồi, mất lưới rồi. 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 Ôi, nó nằm đây hèn gì. Ôi, cá nhiều quá. Còn cá sặc không à? Trời ơi, như thế này chết. Cá sặc không. Trời ơi. Ôi chết dở. Một gia đình cá sặc. Trời đất ơi, một gia đình chết sạch này, gỡ chết luôn đấy. Cũng may loại cá này dễ gỡ nha các bạn nè, chỉ cần bóp vô bụng nó một cái tự động rồi nó cho nó gãy cái xương, cho nó gãy cái xương ngạnh như ngay bụng, xong tuồn 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 đó, rất là dễ, không biết nổi.